Nói thiệt với bà con chứ ở cái xứ này á, vào cái mùa hè đó, không có gì mà sảng khoái bằng cái chuyện mà ngồi ở ngoài cái thảm cỏ xanh xanh, rồi ngó cây cối, nhìn xe cộ chạy qua lại, nghe tiếng chim kêu, phơi nắng, trời ơi còn gì tuyệt vời hơn nữa. Xong rồi lát nữa là đói bụng, đem thịt ra nướng, đem hải sản ra nướng, có bạn bè tới nhâm nhi một vài ly rượu, ly bia, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Cuộc đời thì còn như vậy, còn gì nữa sướng hơn tiên, phải không quý vị? Nhưng mà trong tâm tư của những cái đứa mà xa quê á, rồi mình nhìn về quê hương Việt Nam, mình thấy thương bà con ghê lắm. Mà hãy mỗi lần mà tụi tôi mà lên tiếng nói cái nó lên nó chửi xàm xàm. Không, mà tụi tôi ở ngoài đây xàm xàm là nhờ không có điều 331, 336 cho nên mới xàm xàm được chứ. Mà còn hả, ở trong Việt Nam muốn xàm xàm cũng hơi khó. Ở ngoài đây vừa xàm xàm vừa uống bia uống rượu ngó thiên nhiên đồ được. Ở Việt Nam xàm cái là bay thẳng vô bốn bức tường ngồi trống luôn. Trời ơi, nhìn dòng người đi qua đi lại, xe Tesla nó chạy đủ màu hết, nhìn công nhận hoa cả mắt. Ra đây ngồi rồi cái quên mang cái mắt kiếng theo, ngựa 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 đi, cái xách điện thoại xách cái cây quay theo thôi à, không mang mắt kiếng. Giờ ngồi nheo mắt thấy bà nội luôn. Thôi kệ, nheo mắt kệ quý vị, giờ ngó về hướng này là mắt nó nheo dữ lắm nó. Thì dương đố bà con chứ, ở Việt Nam thì dương đố bà con chứ, cái nơi nào mà duy nhất mà người Việt Nam không bị khinh là ở đâu? Đố bà con đó, ở nước nào hay là ở Việt Nam, ta nói vừa ngồi phơi nắng mà vừa nghe gió thổi xào xạc đó, cây lá nó đu đưa nữa, tôi nói chuyện chính trị chính em cho mà nghe đó. Rồi tôi tìm thấy được cái bài viết này cũng hay lắm nè. Bài này hình như là của Facebooker Phạm Văn Hải sao á. Thôi quan trọng là cái nội dung hay ha, còn chính chính xác tác giả là ai thì nhiều khi người ta share trên Facebook rồi người ta copy tới copy lui, và nhiều khi tác giả nó không đúng bỏ qua, mà tác giả nào đúng bài này thì ghi xuống cho Thùy Dương biết nếu mà có coi YouTube của Thùy Dương ha. Năm 2017, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một cái dự án đầu tư về kinh tế. Thì vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao động cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói xí xô, xí bô xí ba gì đó rồi tôi dịch ra tiếng Việt, rồi thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình. Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu Việt kiều 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles. Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, thì lúc này cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường đại học lớn của Việt Nam. Ở đây người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn 3 lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói cho dù anh ta có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh ta là người gốc Việt nên không có cái giá cao. Nó trớ trêu ghê không? Để Thùy Dương xoay lại cái hướng nhìn thấy cây táo cho nó đẹp nha bà con. Thùy Dương cũng ngựa bà lắm, Thùy Dương thì yêu cái đẹp lắm, cho nên nhìn ngồi chỗ nào mà nó không đẹp không chịu. Giờ là đẹp rồi hắn bà con. Tại sao mà quý vị thấy Thùy Dương đội cái nón mà quay cái lưỡi qua đây phải không? Tại Thùy Dương mà để cái nón ở đằng trước hoặc là bên đây là nó sẽ che cái ánh sáng vô cái mặt của Dương, cho nên quý vị thông cảm nghe, nó hơi cung độn tí. Bản thân của tôi á, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty du lịch thành phố Sài Gòn đó, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, thì gọi đến lần thứ ba vẫn chỉ hứa hẹn thôi. Sau đó khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh thì cô tiếp tân rối rít "Yes, sir." Vài phút sau một nhân viên xuất hiện. Cho nên Thùy Dương nói rồi, Thùy Dương đã kể những câu chuyện rồi bà con. Cái người Việt Nam của mình nó thiệt thòi dữ lắm, ngay tại chính trên quê hương của mình luôn. Đó.
là khi mà anh chị mà cầm cái passport Việt Nam mà anh chị tới sân bay Tân Sơn Nhất, anh chị cầm tiền Việt Nam đồng mà đổi ra tiền đô nó cũng không cho đổi nữa. Nhưng mà người người Việt mà có cầm quốc tịch Mỹ á, passport Mỹ thì đổi được. Còn mình thì không. Mình chính là người Việt Nam mà mình còn bị đối xử như vậy nữa thì đừng nói ra thế giới người ta xem thường. Có nhiều bạn nói à, qua nước này qua nước kia, qua Pháp bị người Pháp kỳ thị, qua London bị người London kỳ thị. Trời ơi, mình còn kỳ thị quá cha, mình là người Việt mà còn kỳ thị người Việt nữa. Hết biết người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam. Thế còn người nước ngoài họ nghĩ gì về Việt Nam? Một người tôi quen là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Sài Gòn. Trong một bữa nhậu, ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi. Tất nhiên, tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ, rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ vừa rồi trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan ở Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ hết sức lễ phép, trân trọng và nhiệt tình giúp đỡ tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng Sir, tức là ngài. Ông kết luận vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy. Anh chàng người Mỹ lúc này hả ngồi bên cạnh tôi tròn xoe con mắt luôn và không có nói gì hết. Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện. Năm 2015, tôi, con ghẻ nhí ghé tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật 3 ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai anh em chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh. Hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam thì thái độ họ thay đổi hẳn. Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng vịnh San Francisco kể rằng trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Điệp Khắc, Nga, anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái. Chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra phòng riêng và xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh mà mấy nước này vốn là anh em xã hội chủ nghĩa của Việt Nam mấy năm trước đây đó. Chuyện thứ ba, trong một lần đi du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ. Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tỏ ra rất là tình cảm. Thế nhưng khi nghe tôi nói tôi là người Việt Nam thì mấy cô dần dần lãng ra. Trời, ngay cả mấy cô bán hoa mà cũng đối với người Việt Nam như vậy nữa sao? Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi, vì e là ông cũng không hiểu. Và nếu hiểu ra thì không khéo, ông lại quy cho tôi cái tội là theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc đó thì mệt lắm. Còn người Việt Nam hả, xem người ngoại quốc thế nào? Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là trí thức thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường mẫu giáo cao cấp. Trong đó có quy định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ da trắng và được giải thích thêm. Họ nói rằng ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm. Nói rõ là chỉ nhận học sinh người da trắng. Người ngoại quốc mà da màu cũng không có được. Thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không có được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ. Điều anh chị muốn là thể hiện đẳng cấp của anh chị và của cơ sở do anh chị thành lập. Kể lại câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ. Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật. Tôi sống ở Việt Nam hơn 30 năm và đi đây đó khoảng hơn chục nước. Tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra đây cũng là điều an ủi cho những kẻ tha hương người Việt ở Mỹ như các bạn tôi. Các anh chị thấy đúng không? Chứ Thùy Dương thấy đúng. Thật sự luôn, mình Thùy Dương cũng đi, đi nhiều nơi lắm, chứ không phải là Thùy Dương chưa đi. Mình đi ra thế giới bên ngoài đi, mình nhìn thấy. Mà cái lỗi không phải của tụi mình, mà cái văn hóa Việt cộng á, nó đi tới đâu á là nó bôi tro trét trấu tới đó, nó để lại những cái điều xấu tới đó, mà lên truyền hình luôn.
Nhưng mà tại vì Việt Nam mình nó không có đưa lên truyền hình cho các bạn không có đo lường được cái mức độ nguy hiểm của nó đâu. Đi qua bên đây hả, vận chuyển hàng cấm, nó lên truyền hình, nó qua nhiều khi nó qua những cái chỗ mà hải quan, quan thuế rồi nó kiểm tra. Trời, Vietnamese quá trời qua đây nè, coi mà choáng luôn á. Trời, nhiều khi thấy gương mặt Á Châu mình hồi hộp, mình nói trời, cầu mong mà đừng phải người Việt Nam. Mà nghe tới nghe lui một hồi là nghe giọng Việt Nam là tá quả. Tôi nói thiệt mà, chứ tôi không bịa chuyện đâu. Tôi nói thật, nhưng mà các bạn không tin là bởi vì các bạn nghe truyền hình của Việt Cộng. Cho nên ở đây nó làm cho những cái thật giả các bạn không biết và các bạn tin là Việt Cộng nó nói đúng. Nghe Việt Cộng là bán lúa giống đó. Rồi, thì dân dừng lại nha bà con. Nhấn like nha, nhớ tất cả mọi video của Thị Dương đều nhấn like nha bà con. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.